Đây lùn nực nhé. Đây, cắt cành cành 60 phát 80. Bonsai sai đi. Cái này chay quả tròn này. Đang ra hoa. Ông chủ nhà không có nhà? À thế à? Sao anh không nghe máy nhỉ? Anh em mình vào xem cái mít cái nhỉ? Thì không mình lạ thì không. Anh ấy hình như anh ấy làm bảo vệ ở ấy mà. Chứ anh bảo anh ấy làm ở xưởng bóc ấy. Này cắt một cành đi chơi. Cái này để thành cái tử này, vẽ đẹp này. Cái này đi, thân thẳng tích. Cao chỉ 2 mét thôi. Tóc tay cái kia rất là đẹp. Đang ra hoa, chạy. À, rất nhiều hoa sai quả lắm đi, cái này sai quả lắm đi. Đang nghiên cứu mua được cây, phải mua mấy cây để tiện chuyến xuất khẩu đây. Đấy con này. Okay.